Sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm của lão tiến sĩ Jacob, hai mẹ con Selena tiếp tục cuộc hành trình chạy trốn của mình. Vì cô bé Eva là con lai của ma cà rồng Selena và người sói Michael nên có giá trị nghiên cứu cao. Huyết thanh được chiết xuất từ Eva có thể giúp ma cà rồng không sợ ánh sáng hay khiến cho người sói trở lên to lớn và khỏe mạnh hơn. Vì thế cả hai tộc này đều đang truy lùng giáo giết hai mẹ con Selena. Để con gái không bị bắt đi làm thí nghiệm, nữ chính đã phải cắt đứt toàn bộ liên lạc với con bé. Sau đó một mình chạy trốn để thu hút sự chú ý của những kẻ máu lạnh kia. Ngày nọ Selena bị đám người sói bao vây. Chúng bắn móc xích vào chân tay nữ chính nhằm khống chế cô. Cứ tưởng thế là ngon, ai ngờ vừa xông lên liền bị cô đánh cho sấp mặt lồng. Cứ như vậy từng tên một được đắp chiếu ngay ngắn. Một tên trong số đó nổi điên hóa thành người sói định lao vào tấn công nhưng chưa kịp làm gì đã bị một chiếc xe ô tô cán cho bẹp ruột. Đã vậy còn bị bắn cho người thành tổ ong. Thì ra David đến tìm Selena để nhờ cô giúp đỡ. Chủng tộc người sói đã có một thủ lĩnh máu chiến mới tên là Marius. Hắn đang mưu đồ xây dựng một đội quân ma sói hùng mạnh để có thể làm bá chủ địa cầu. Nhưng muốn làm được điều đó thì Marius phải có Eva trong tay để hắn sản xuất huyết thanh cường dương. Đang nói chuyện thì David bị một tên người sói bắn trúng bụng. Selena không giết tên người sói đó mà kêu hắn quay về nói với Marius là mình không biết tung tích của Eva đang ở đâu. Vì vậy đừng có truy lùng tao nữa nếu không muốn bị tao đa tung bừa dái. Cùng lúc này, trưởng lão Thomas đã đến pháo đài phía đông để gặp Semira. Bà ta là người đứng đầu ở đây và đang rất quan ngại khi người sói đang mở rộng địa bàn và giết rất nhiều ma cà rồng. Trong khi đó, pháo đài phía tây do Thomas cai quản đã thất thủ. Nếu không có biện pháp chống trả thì 5 năm nữa tộc ma cà rồng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Tuy đội quân ma cà rồng mới khá đông nhưng chúng lại không được huấn luyện bài bản. Vì vậy, Semira đã đề nghị Thomas nói với hội đồng trưởng lão cho Selena trở lại để huấn luyện chúng thành thợ săn người sói. Dưới sự thuyết phục của Thomas và khả năng mổ mỏ chuyên nghiệp của Semira, hội đồng trưởng lão đã quyết định ân xá cho Selena và cử người gửi thư đến cho cô ấy, lúc này tại căn cứ của người sói. Marius tức cay giái khi kế hoạch bắt Selena bị thất bại. Tuy nhiên, tên đàn em nói rằng hắn đã kịp thời bắn một viên đạn định vị vào bụng của David. Trong khi đó, Selena đã đưa David tới một hầm bí mật để chữa trị vết thương. Ngay khi thiết bị định vị được lấy ra và hai người định rời khỏi nơi này thì đám sứ giả mang thư của hội đồng Macazon xuất hiện. Cầm bức thư ân xá chân tay, Selena liền có chút nghi ngờ. Vì trước đây cô từng xin nhảy cái đầu của đại trưởng lão Victor nên dễ gì có chuyện được tha thứ như vậy. Tuy nhiên David đã xác nhận bức thư đó do chính cha của anh viết và khẳng định lệnh ân xá kia là thật. Phát hiện thấy đám người sói đang chuẩn bị tấn công vào hầm nên Selena không còn cách nào khác buộc phải đi theo sứ giả trở lại pháo đài phía đông. Còn Marius tức cay cả giái tập 2 vì để sống mất con mồi. Trong bữa tiệc chào mừng huyền thoại thợ săn người sói, Semira đã gặp riêng David để hỏi về khả năng kỳ diệu mà máu của Selena mang lại. Điều này khiến cho David cảm thấy có gì đó sai sai rồi quay người bỏ đi. Đêm đến, Vaga, người tình của Semira, đã tìm bà ta để tâm sự mỏng. Anh ta cho rằng với khả năng chiến đấu của mình thì không cần Selena có mặt ở đây. Vậy nếu không cần Selena thì chắc chắn bà ta đang âm mưu chuyện gì đó. Hôm sau, Selena bắt đầu chương trình huấn luyện cho các ma cà rồng trẻ tuổi. Lúc này, Vaga xuất hiện dùng những lời lẽ cà khịa để hạ thấp uy danh của Selena. Vì không muốn mất điểm trong mắt các học viên nên nữ chính buộc phải chui vào lồng sắt để đấu với hắn. Vừa mới trao đổi chiêu thức được một tí thì thanh niên ghen ăn tức ở đã bị Selena vật xuống sàn. Mặc dù có trình độ võ công khá cao nhưng tên Vaga này cơ bản vẫn hơi non so với Selena. Không ngờ hắn ta lại chơi bẩn dùng dao có độc chém vào tay của cô. Chất độc phát tác ngay lập tức khiến nữ chính rơi xuống nằm im bất động. Lúc này Semira mới xuất hiện và hạ lệnh cho người tình giết tất cả học viên ở đây để diệt khẩu. Sau đó đổ tội diệt chủng này lên người của Selena. Mục đích của bà ta là lấy máu của nữ chính để trích xuất huyết thanh giúp ả có thể ra ngoài ánh sáng. Khi thấy Semira cho chặn tất cả các lối ra vào trong pháo đài, Thomas đã dẫn David vào một lối đi bí mật được xây dựng từ xa xưa để đi tìm Selena. Thấy cô ấy đang bị rút máu nên hai người lập tức ra ngoài hỗ trợ. Đúng lúc này Semira và Vaga mở cửa bước vào. Thomas biết khó có thể sống sót nên đã rút kiếm ra chiến đấu để mở đường cho con trai đưa Selena thoát ra khỏi đây. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng trình độ chiến đấu của ông ấy vẫn còn khá tốt. Tuy nhiên Semira gian xảo đã chơi đâm lén và giết chết Thomas trước mặt David. Mặc dù rất muốn báo thù cho cha nhưng lúc này tiếng báo động bình minh vang lên buộc David phải bế Selena chạy trốn. Semira ở trên cao rất ngạc nhiên khi thấy cảnh David và Selena không bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời. Điều này càng khiến bà ta thèm nhỏ dãi huyết canh của nữ chính hơn. Vì Selena vẫn còn đang rất yếu do bị nhiễm chất độc nên David đã dùng máu của mình giúp cho cô hồi sức. Sau đó hai người nhanh chóng đến va đầu một pháo đài ma cà rồng ở phương Bắc để nhờ giúp đỡ. Semira cũng đoán được điều này nên đã ra lệnh cho Alexia tới đó để kiểm tra tình hình. Nhưng không ngờ cô ta lại tìm đến chỗ người yêu của mình chính là người sói Marius để nói về điểm yếu của Selena và nơi cô ấy sẽ đến. Sau một hành trình dài di chuyển, hai người David cũng đã đến nơi. Pháo đài Vado nằm trên một ngọn núi tuyết vô cùng lạnh giá. Người này bám vào phao câu, người kia giúp nhau trèo lên. Nhưng khi vào bên trong pháo đài thì lại chẳng thấy một bóng người.
Đột nhiên một người phụ nữ tóc trắng xuất hiện. Sau khi tự giới thiệu mình là Luna, cô ta liền dẫn hai người xuống phía dưới để gặp người đàn ông chọc đầu cai quản nơi này. Ông ta nói ra nguồn gốc quý sở tộc của David khiến cho anh và cả Selena rất ngạc nhiên. Hóa ra anh ấy chính là con trai của Thomas và trưởng lão ma cà rồng Amelia đã qua đời. Khi ấy, đại trưởng lão Victor cũng yêu Amelia nên cha mẹ của David buộc phải che giấu thân phận thật của con trai để đảm bảo an toàn cho cả nhà. Sau đó gửi anh đến pháo đài phía Tây để nuôi dưỡng. Biết trước sẽ có ngày con trai gặp nguy hiểm nên Thomas đã rèn một cây kiếm bạc cho David. Còn Amelia thì để lại chiếc nhẫn tượng trưng cho địa vị trưởng lão và hy vọng có thể cho con trai biết ký ức trong máu của mình mà bà đã để lại. Lúc này, Selena đang được Lena hướng dẫn thực hiện một nghi lễ cấm. Dòng nước này có thể giúp ma cà rồng đi vào thế giới tâm linh và có thể nhìn thấy quá khứ của một người khác. Lena nói với nữ chính rằng nếu cô ấy muốn bảo vệ con gái thì sẽ phải đi xa hơn cả những nơi mà bất cứ chiến binh lẫy lừng từng mạo hiểm trước đó. Mặc dù David không tha thứ cho mẹ nhưng dưới lời khuyên của Selena, anh đã uống số máu của mẹ để lại. Ngay lập tức ký ức của mẹ xuất hiện trong đầu và anh cũng cảm nhận được nỗi đau khi bà ấy buộc phải bỏ rơi mình. Nhưng chưa kịp cảm nhận hết thì đám người sói do Marius dẫn đầu đã tiến đến đây. David vội vàng chạy vào trong pháo đài và cảnh báo cho mọi người. Vì chính mình đã dẫn đám người sói đến đây nên cả hai quyết định ở lại giúp bọn họ chiến đấu chống lại kẻ thù. Rất nhanh cuộc chiến giữa hai loài có mối thâm thù hàng thế kỷ được diễn ra. Phía ma cà rồng thì dùng vũ khí có từ thời Trung Cổ. Cụ thể là kiếm khiên và nỏ bắn tên để chống lại dàn AK-47 của người sói. Nghe thì có vẻ là ma cà rồng yếu thế hơn nhưng thực chất thì ngược lại bởi vì có sự giúp sức của David và Selena. Lúc này Marius đã đích thân tham gia vào trận chiến. Nữ chính thấy vậy liền lao tới vuốt yêu má của hắn một cái. Ai ngờ bị đấm cho bay dính vào tường đá. Mặc dù đã cố gắng chống cự nhưng Selena vẫn được hắn tích cực bón hành cho ăn ngập miệng. Marius hỏi cô đang giấu Ivor ở đâu và hứa sẽ không giết chết cô bé. Nhưng Selena đã cắt đứt liên lạc với con gái từ lâu thì làm sao mà biết được nó hiện giờ ra sao. Chớp được cơ hội cô liền nhảy xuống dưới vực để chạy trốn. Marius nhảy theo thì lại bị rơi cắm đầu xuống đất. Không ngờ hắn lại có thể hồi phục nhanh như vậy và xông đến tấn công Selena. Kể cả cô có dùng thanh kiếm bạc đâm vào người hắn cũng không sao. Đang giao tranh căng thẳng thì nữ chính bị Alexia tấn công bất ngờ từ phía sau. Ả ta liếm máu của Selena để đọc ký ức và nhận ra cô ấy đã nói thật về chuyện không biết Ivor đang ở đâu. Điều này khiến Marius tức điên lên bắn liên tiếp vào người Selena. Không thu được kết quả gì nên hắn đã kêu gọi đám người sói rút lui để chuẩn bị lực lượng tấn công vào pháo đài phía đông. Mặc dù đang hấp hối nhưng Selena vẫn cố gắng đưa cơ thể của mình xuống dòng nước. Marius nghĩ rằng cô đã chết nên bỏ đi. Sau đó, thân xác của nữ chính được Lena đưa vào dòng nước thần để thực hiện nghi lễ về với tổ tiên. David hiểu được trách nhiệm của mình nên chào tạm biệt mọi người để quay lại pháo đài phía đông bảo vệ cho chủng tộc ma cà rồng. Trong khi đó, Semira đã uống máu của Selena và có được nguồn sức mạnh mới. Lúc này, Alexia đột nhập vào trong phòng an ninh giết chết nhân viên ở đây rồi tắt hết hệ thống bảo vệ pháo đài. Sau đó, ả ta đưa bộ mặt không hề giả chân đến gặp Semira và báo cáo ra sự thật về cuộc chiến vừa rồi. Tuy nhiên, Semira sớm đã biết Alexia yêu Marius và phản bội lại giống loài. Kết quả là ả ta bị thanh trừng ngay tại chỗ. Cuối cùng, Semira cũng lộ rõ bộ mặt thật của mình. Bà ta thản nhiên chê trách hội đồng của pháo đài phía đông quá hèn nhát không dám đứng ra chống lại người sói. Sau đó cho người khống chế những trưởng lão ở đây để đảo chính giành lấy quyền thống trị. Đúng lúc này, David đạp cửa xông vào. Anh nói rằng mình là con trai của trưởng lão Amelia và có quyền thừa kế nơi này. Nói xong, anh liền đưa chiếc hộp có chứa máu của mẹ cho hội đồng trưởng lão nếm thử. Ngay lập tức, tất cả bọn họ đều công nhận David là ma cà rồng cuối cùng mang dòng máu thuần chủng. Và anh có quyền thừa kế hợp pháp pháo đài này. Không chịu thua cuộc, Semira liền ra lệnh cho Vaga giết chết David. Nhưng nên đổi thay anh ta thả trung thành với người mang dòng máu thuần chủng còn hơn quỳ gối dưới cái khe hẹp giữa đùi. Lúc này tiếng chuông báo động người sói đang tấn công vào pháo đài vang lên. David ra lệnh nhốt Semira vào ngục chờ xét xử còn mình dẫn theo đội quân ma cà rồng nghênh chiến địch. Mặc dù trận đại chiến sắp diễn ra có thể khiến nhiều người đáp chiếu nhưng cả hai phe lại rất bình tĩnh chuẩn bị vũ khí. Phải công nhận rằng họ có cái tâm phẳng như mặt hồ không gợn sóng vậy. Ngay khi người sói cho kích nổ cổng chính thì cuộc đấu súng diễn ra ác liệt. Rất nhiều người nhanh chóng được đăng xuất khỏi trái đất. Đội quân ma cà rồng lập tức bị áp đảo bởi sức tấn công như vũ bão của người sói. Không những vậy, quân địch còn dùng súng hạng nặng bắn thủng tường để tia nắng chiếu vào trong thiêu đốt lính ma cà rồng. Thấy người của mình sắp bị thiêu chết, David liền bay xuống cứu anh ta một mạng. Sau đó rút súng bắn solo một mồi với Marius. Hai kẻ bất tử cứ thế mà hét mưa xuân vào mặt nhau. Vaga thấy vậy liền lao đến tấn công Marius nhưng lại bị hắn ta khống chế. Tưởng như thất bại đã nằm sẵn trong tay thì đột nhiên một cái bóng trắng lao đến đổ sát rất nhiều người sói. Hóa ra Selena đã sống lại với phong cách bạch cô nương trông rất ngầu lòi. Marius không thể tin vào mắt mình nên đã kêu gọi toàn bộ đàn em biến hình thành sói để nâng cao sức chiến đấu. Ở dạng này thì chúng sẽ mất hết ý chí và đánh nhau theo bản năng. Tuy nhiên người của pháo đài phía bắc đã kịp thời đến tiếp ứng cho đội quân ma cà rồng.
Sợ nơi này đông quá đánh nhau bị người khác mất chiếm khung hình nên Selena đã rủ Marius ra khu vắng hơn để solo. Với năng lực di chuyển nhanh như tia chớp của mình, nữ chính đã khiến cho đối thủ ngáo ngơ không biết phải làm sao. Còn phía bên kia là cuộc đấu kiếm của David và Semira. Hai người chém nhau từ ngoài hành lang vào tới trong phòng. Bà ta đấu kiếm không lại bèn chơi rìu cán dài. Không ngờ vậy mà lại có thể đánh bại David và đâm anh dính lên tường nhà. Tuy nhiên anh ấy đã thoát ra được và phản công lại người phụ nữ độc ác kia. Nhưng do đã được uống máu của Selena nên bà ta đã mạnh hơn trước rất nhiều. David rất nhanh bị đánh bại lần thứ hai. Ngay khi Semira định tung đòn kết liễu thì anh đã phóng thanh kiếm vào bảng điện tử khiến cánh cửa mở ra. Bà ta đang hí hửng đón ánh nắng sớm mai thì bị David đâm một nhát chí mạng. Bên này, Marius liên tục truy đuổi Selena nhưng mỗi khi lao đến thì toàn trục hụt. Cô trả đòn bằng cách bắn liên tiếp vào người hắn ta nhưng có vẻ không có ích gì nhiều. Súng nhỏ không được cô lại dùng súng to hơn và kết quả đã bắn toé máu được đối thủ. Trong ký ức của Marius có hình ảnh của người yêu cô. Điều này khiến cô rất ngạc nhiên nhưng hắn ta quay lại tấn công khiến cô không thể tiếp tục xem đoạn ký ức đó. Vì vậy, Selena liền phản công lại rồi trốn vào trong lồng sắt ở phòng luyện tập. Sau đó tiếp tục liếm thêm máu trong con dao găm và biết được sự việc đã xảy ra với Michael. Thì ra khi anh ấy vừa trốn thoát ra khỏi phòng thí nghiệm liền gặp phải tên Marius độc ác. Hắn đã tấn công Michael trong lúc anh chưa hồi phục hoàn toàn. Cuối cùng anh bị tên khốn đó hút cạn máu để tạo ra huyết thanh giúp hắn nâng cao sức mạnh. Điều này khiến cho Selena đau khổ tuyệt vọng. Cô tự cắn cổ tay của mình để nhìn lại những mảnh ký ức cùng với Michael còn sót lại. Lúc này Marius đã hóa thành sói rồi phá lồng sắt lao vào bên trong tấn công Selena nhưng cô lại chẳng hề chống trả. Sau khi nhận ra mình cần phải sống để chăm sóc con gái, cô liền tỉnh lại dịch chuyển ra phía sau Marius rồi rút nhẹ xương sống của hắn ra ngoài. Lịt tè chị nhịn mày nãy giờ rồi nha cái con chó này. Với cái chết của thủ lĩnh người sói, hai chủng tộc có mối thù hàng ngàn năm dần kết thúc trận đại chiến. Mặc dù phe ma cà rồng đã chiến thắng nhưng những hậu quả và mất mát để lại quá nhiều. Cuối phim, Selena được bầu chọn làm một trong ba đại trưởng lão nhưng cô lại không quan tâm tới điều này. Để nội tâm thanh thản, cô đã chia tay David để đến pháo đài phía Bắc và chờ đợi cô con gái quay về. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.